Làm gì đấy? Bỏ hoa. Cho gì đây? Đây xích buộc tay. Anh có một cái này hay lắm. Nếu anh buộc vô trong vòng một phút á mà mày tháo được á, anh sẽ cho mày xài láng nhất ngọt. Ok. Rồi, qua đây cho có biết. Ok phải không? Ừ. Đây, coi ông có làm được không? Mở đây ra. Đó, cái đó gọi mời đi. Mời ra, mời ra điện thoại đó. Chạp thế. Trong vòng 1 phút thôi nhé. Và sẽ coi có mời được không. Mời được thì được uống nước, không mời được thì lại mình sẽ bày cho cách mở. Hiểu không? Rồi. Đấy xích đấy các bạn. Coi công phu của Thất Sơn Quyền mấy cho người học nhập môn Thất Sơn Quyền. Đây chìa khóa vào đây. Này, quên, này. Mà bắt buộc là không cho cái thang này ngã, không được thao hai mũi này nhá. Rồi ngang ngang mới thấy chứ. Thấy không? Thế sau. Rồi, 1 phút bắt đầu. Tháo cái bên nào cũng được đúng không? Tháo bên nào cũng được nhưng mà không được tháo ra cái mũi đây. Mũi đây là do anh cố định ví dụ thế. Tháo đi. Giống như người ta buộc mình trên cây hoặc là trên cột gì đó sao tháo được. Anh làm thế này thôi. Ông tháo thế nào thì tháo. Tí nữa tôi đúng 1 phút thôi đấy. Có khi sắp rồi đấy. Sắp rồi đấy, được. Được đấy. Nhưng hơn 1 phút rồi mà đâu được đâu. 5 4 3 2 1 hết giờ. Đấy, không được ăn nước ngọt của bộ này. Đây, để anh bày cho. Giời ơi. Một thầy anh đi môn Thất Sơn Quyền đó là đâm lắm. Đúng. Đây này. Này khóa vào. Này khóa vào anh đi. Ừ. Này khóa vào anh đi. Anh á là cho một nút nhạc thôi. Nhanh vào. Khóa vào. Ừ. Khóa. Ừ. Rồi, mày khóa chặt vào. Mày nào mày chặt này. Rồi. Tiếp thôi bên này nha. Móc vào đây. Đừng mình. Mình sẽ khóa lại. Khóa lại, tâm khóa. Rồi. Đơn giản. Qua ai vứt qua đây nó bằng trong một đôi dạng nhá. Trên này là không thể ra được rồi. Không, đã khóa đã chắc rồi. Đấy. Đơn giản này, bây giờ mình sẽ bày cho các bạn tháo. Đơn giản không? Các bạn đơn giản lắm, cho một nút dạng thôi. Cầm này lên. Rút vào. Này, rút vào. Tôi làm chậm cho các bạn coi này. Thấy không? Các bạn thấy không? Thấy chưa? Đấy, rút vào đây, rút qua tay mình luôn. Không? Không? Ừ. Hay. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đây chẳng cũng là một mèo thao dây bình thường thôi. Không có gì mà phải mình coi mà thuật thì mình thấy hay lắm. Nhưng mà mình biết được cái bí mật của nó sẽ đơn giản vô cùng. Thôi chúc các bạn một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại những video khám phá tiếp theo. Sông Hai Miền mà, khám phá nhiều cái lắm.